Vâng, Vũ Hoàng và Quân Sinh Hòa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với buổi livestream thường kỳ vào 21 giờ tối thứ hai, thứ sáu hàng tuần. Và hôm nay là tối thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024. Vũ Hoàng chuẩn bị livestream thì thấy có quý vị hỏi là bao giờ thì tới Đức, đúng không ạ? Pháp đã thức tỉnh rồi thì bao giờ thì tới Đức? Đấy là câu hỏi của quý vị Hưng Ba hay là Hùng Ba gì đó. Xin lỗi bởi vì là tên của quý vị không có dấu nên là Hoàng không rõ. Đức có lẽ là bây giờ thì nói là họ không thức tỉnh thì không đúng nữa. Cái thức tỉnh của quý vị nhắc đến có lẽ là cái vấn đề mà liên quan đến Taurus thôi. Chứ còn chính quyền ông Olaf Scholz thì kể cả về cái vấn đề viện trợ tiêm kích, họ hỗ trợ khá là đắc lực mặc dù họ không có tiêm kích F-16, họ chủ yếu sử dụng cái loại Eurotyphone. Sắp tới thì họ sẽ thay thế bằng F-35A của quân đội Hoa Kỳ, của hãng Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Đó. Thì vấn đề là Taurus, đúng không ạ? Tất nhiên là hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thông tin, nhưng mà cái thông tin nóng, rất nóng. Họ nghĩ là nó rất là quan trọng liên quan đến tình hình chiến trường Ukraine sắp tới. Đó chính là cái thông tin liên quan đến Đức, lùm xùm tình báo giữa Đức và Nga, đúng không ạ? Tình báo thì không đúng, gián điệp, ở đây là gián điệp thì đúng hơn. Lát nữa chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Hôm thứ sáu thì Hoàng không livestream được quý vị. Mấy hôm đấy thì Hoàng cũng livestream liên tục, đúng không? Trong tuần đấy là những cái vụ bắn rơi máy bay Nga liên tục, nên là hôm đó Hoàng cũng cần có cái thời gian nghỉ ngơi, nên là xin phép quý vị hôm đó không livestream được. Thứ bảy chủ nhật thì Hoàng có việc bận nên là không thể lên trò chuyện với quý vị được. Thì cái tình hình liên quan đến không quân Nga, hôm 2-3 hôm mà Hoàng nghỉ livestream cuối tuần vừa rồi thì mùng 1 và mùng 2 Nga đều mất một chiếc Su-34 và đang có nghi ngờ là họ sẽ còn mất một chiếc Su-35 bị rơi ở biển Azov. Thì không biết rõ biết là có chính xác hay không, bởi vì phía Ukraine cũng chưa xác nhận với chúng ta nên Hoàng cũng không đưa tin cho quý vị. Nhưng mà có cái lùm xùm nghi vấn thôi, là cái tín hiệu radar của Su-35 bị biến mất ở đây. Quý vị để ý thế là cộng thêm hai chiếc Su-34 thời gian qua, trong hai ngày mùng 1 tháng 3 và mùng 2 tháng 3 Nga mất, thì tổng cộng họ đã mất 13 chiếc. Có nhiều thống kê là họ cho biết là mới mất 11 hay 12 chiếc, nhưng không phải. Như Hoàng thống kê từ hôm 17 tháng 2 đến bây giờ là 13 chiếc Su-34 đã bị bắn rơi, cộng thêm hai Su-35 và một A-50, tổng cộng là 16 chiếc. 16 chiếc này mà quý vị biết đấy, đúng không ạ? Trung bình là Su-34 và Su-35 nó cứ khoảng 50 triệu đô một chiếc. Đấy, thế là giá tiền của nó rất là lớn, đúng không ạ? Như 15 chiếc này thì là khoảng 750 triệu đô, từ 700 đến 750 triệu đô. Thế còn một chiếc A-50 nữa, 350 triệu đô thì nó là tổng cộng nó là 1 tỷ mốt rồi đấy quý vị ạ. 1 tỷ mốt đô la. Không, Hoàng giật tít nhưng mà không sai chút nào, đúng không ạ? Không sai chút nào. Đấy, thậm chí là còn giảm nhẹ cho Nga nữa, bởi vì là ông Putin, đấy, quân đội của ông Putin đã mất đến hơn 1 tỷ đô la tiền máy bay trong nửa tháng vừa qua, đúng không ạ? Tính đến ngày mùng 2 mà từ 17 tháng 2 thì đúng là nửa tháng mà. Bởi vì tháng 2 nó còn là tháng thiếu, nó chỉ có 29 ngày thôi thì vừa vặn là khoảng nửa tháng hoặc là 2 tuần, hơn 2 tuần một chút. Đấy, khoảng đấy. Mất rất là đau đớn, rất đau đớn. Thì nó có mấy vấn đề ở đây. Thứ nhất là có quý vị thắc mắc, đúng không? Tất nhiên có nhiều quý vị sẽ thắc mắc. Báo cáo bàn phím của Ukraine, báo cáo miệng thế này thế khác. Ok, đúng. Đúng thật là người ta cũng chỉ có thể cung cấp cho chúng ta báo cáo miệng thôi. Không lấy đâu ra hình ảnh, trừ cái video mà A-50 nó bị bắn rơi, đúng không? Rõ mồn một thì không ai chối cãi được rồi. Cộng thêm một chiếc Su-34 cùng ngày hôm đó là bị rơi ở khu vực tỉnh Kherson ấy, giáp biển Azov, thì chúng ta cũng thấy rồi, đúng không ạ? Thế còn gần như tất cả 14 chiếc còn lại thì không có hình ảnh mấy, không có hình ảnh nào cả. Đấy, có một chiếc không biết là Su-34 hay Su-35 rơi ở biển Azov, nhưng mà hình ảnh nó khá là mờ và không xác định được rõ. Đấy, phía quân đội Nga và an ninh Nga cũng phong tỏa ngay bờ biển Azov nên chúng ta không biết. Vậy thì làm cách nào để chúng ta xác minh rõ là Ukraine tuyên bố là đúng?
Đấy, vậy thì chúng ta phải đợi xem nửa tháng, một tháng tới xem là cái cường độ hoạt động của Su-34 và Su-35 ở chiến trường Ukraine như nào. Đặc biệt là Su-34, bởi vì Su-34 nó đang đóng vai trò là cái máy bay cường kích rất quan trọng của quân đội Nga trong cái cuộc chiến mà để phía quân đội Nga có thể tiến lên ở các cái điểm nóng, bao gồm có khu vực Robotyne. Robotyne thì cũng không ác liệt lắm, nhưng mà khu vực ngoại vi thành phố Donetsk bao gồm có Avdiivka, đây là Robotyne quý vị này, thì cái làng này là hôm trước là Ukraine đã chiếm lại trọn vẹn, nhưng mà hôm nay thì Nga cũng đã tiến lên được một nửa thôi quý vị nhé, còn phần còn lại thì vẫn là Ukraine chiếm đóng. Thế còn cái khu vực khốc liệt nhất là khu vực ngoại vi thành phố Donetsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk cùng tên, bao gồm Avdiivka thì Nga đã chiếm được rồi này, rồi là mấy khu vực đây như là Krasnohorivka hay Mariinka đấy, những cái khu vực xung quanh này đó, thì Nga đang tập trung rất nhiều Su-34 và cái cường độ không kích ở đây, bởi vì dù sao thì bom lượn dẫn đường Nga cũng không sản xuất được quá nhiều, cái dây chuyền nó chưa chưa quá cao nên họ chỉ có thể tập trung vào một hai điểm nóng trên chiến trường thôi. Và ở ngoại vi thành phố Donetsk tất nhiên nó là một cái khu vực mà Nga muốn tập trung quân đội của mình. Nó có mấy lý do đúng không ạ? Thứ nhất là Donetsk là Nga Nga muốn chiếm trọn theo cái mệnh lệnh của ông Putin. Đấy, vì cái lý do là danh tiếng thôi. Đấy. Chứ còn địa chính trị thì nó địa lý rồi tất cả cái vị trí chiến lược thì nó cũng Hoàng nghĩ không khác gì những khu vực khác. Donetsk thì nó dễ chiếm hơn đúng không ạ? Bởi vì dù sao thì nó cũng tiếp vận hậu cần từ biên giới Nga trực tiếp sang nó dễ. Đó. Luhansk thì chiếm trọn rồi, và để ông Putin ông có thể tuyên bố là kết thúc cái bước đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Đó, nó là một phần. Đấy, một phần như vậy. Thứ hai là việc Avdiivka thất thủ, nó mang đến cho Ukraine khá nhiều vấn đề. Họ phải lui lại để họ thiết lập cái phòng tuyến phía sau, và khi một quân mà vỡ trận một cái phòng tuyến thì thường là mang lại khá nhiều rắc rối. Vậy nên là Su-34 có lý do để công kích ở đây. Và nếu thời gian tới đúng không ạ, chúng ta thấy nếu như mà Nga bằng cách nào đó duy trì được cường độ Su-34 không kích bằng bom lượn dẫn đường ở đây với cường độ liên tục như thời gian vừa rồi thì tức là báo cáo của Ukraine là sai. Nhưng nếu Nga không thể duy trì được thì sao đúng không ạ? Thì gần như chắc chắn là các báo cáo của Ukraine là đúng. Đấy, nó có thể có mấy lý do quý vị ạ. Tức là Su-34 sẽ ngừng bay luôn ở khu vực này, hoặc là bay với cường độ rất là thấp, bởi vì là phi công cũng sợ bị bắn hạ và tướng lĩnh Nga cũng sợ mất máy bay và phi công. Còn một lý do thứ hai đấy là tiếp tục không kích và tiếp tục bị bắn hạ, thì cả hai cái điều này nó đều mang đến cái rủi ro giảm đáng kể liên quan đến bom lượn dẫn đường về phía quân đội Ukraine ở những khu vực này, và chúng ta chờ xem thời gian tới như nào đúng không ạ. Tất nhiên có quý vị nói là Su-34 bị bắn hạ như thế mà cường độ bom vẫn dội lên đầu quân đội Ukraine thì nó có đúng thực như thế hay không đúng không ạ? Trong cái lúc tranh tối tranh sáng như này chúng ta cãi nhau thì cũng không để làm cái gì cả. Đấy, vậy thì chúng ta xem thời gian tới xem là Nga có những cái cường kích hạng nặng hay là tiêm kích bom Su-34 cùng với bom dẫn đường có thể giúp quân đội Nga đột phá ở khu vực này không? Bởi vì quý vị thấy đấy là ở Avdiivka thì là một cái thành trì rất là quan trọng của phía Ukraine, và họ cố thủ rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Được mệnh danh là thành trì thép. Nhưng mà khi mà có bom lượn dẫn đường thả với cường độ cao thì Ukraine tất nhiên là ở trong cái tình thế bị bao vây ngặt nghèo này, rồi rất nhiều cái bất lợi sau thời gian lâu dài kháng cự lại đà tiến công ba mặt của quân Nga thì đã thất thủ. Vậy thì bom lượn dẫn đường có thể giúp Nga tiến lên thêm được ở ít nhất là khu vực phía tây Avdiivka. Bây giờ là cái phòng tuyến đang bị vỡ và Ukraine đang phải cố gắng chỉnh lại phòng tuyến. Vâng, xin cảm ơn quý vị Hoàng Gia Đình. Thì chúng ta xem thời gian tới xem là bom lượn dẫn đường có giúp quân đội Nga tiến lên được đáng kể hay không thì chúng ta biết ngay đúng không ạ? Nếu có thì rất có thể là phía Ukraine tuyên bố sai. Nhưng nếu không, quý vị biết đấy, gần như những cái tuyên bố của Ukraine có thể được xác minh bằng cái tình hình thực tế trên chiến trường. Vâng, xin cảm ơn quý vị Chiến Lương ạ. Chúng ta thấy một vấn đề nữa quý vị là tại sao đúng không? Gần như Su-34 xuất kích thì đều có Su-35 yểm trợ, nhưng mà Su-34 lại dụng nhiều hơn Su-35.
Thì vấn đề này rất đơn giản thôi quý vị. Su 34 trong cái quá trình nó xuất kích như vậy thì nó phải leo lên rất cao để mà nó tiếp cận tiền tuyến rồi thả bom, đúng không ạ? Đó, cái điểm nguy hiểm nhất của Su 34 trong những nhiệm vụ kiểu này, hay bất cứ cường kích nào trong nhiệm vụ kiểu này, kể cả sau này Ukraine sử dụng Zidam hay là bất cứ một cái vũ khí nào khác, đúng không ạ? Trừ tên lửa thôi, bởi vì bom lượn dẫn đường thì nó cần kết hợp hai yếu tố, tức là tốc độ của máy bay và độ cao nó bắt đầu được thả để nó lượn xa nhất có thể. Càng để tránh tên lửa phòng không, đúng không ạ, thì càng phải thả từ xa, mà thả từ xa thì phải leo lên độ cao lớn và lại dễ bị phòng không của đối phương phát hiện ra. Nó là những cái vòng lặp, nó là những cái mâu thuẫn mà các cái phi công của các bên đều phải giải quyết. Cái điều này rất là tinh tế nếu không muốn là bị bắn hạ trên chiến trường. Thứ nhất là lý do như vậy. Thứ hai là Su 34 nó là cường kích, và cái khả năng thao tác của nó trên không trung chắc chắn là sẽ kém hơn Su 35. Mặc dù Su 35, quý vị thấy là Su 35 là nó cũng từ khung thân của Su 27 và Su 34 cũng như thế. Nhưng mà Su 34 thì mang tải bom đạn nặng hơn, đúng không ạ? Đấy, rồi là cái kích thước của nó cồng kềnh hơn, cái tín hiệu phản xạ radar của cái khung thân máy bay nó cũng lớn. Nó mang lại rất nhiều bất lợi cho Su 34, và đó là lý do tại sao mà Su 35 mấy lần rồi, đúng không? Ukraine họ báo cáo là Su 35 đã mấy lần né được tên lửa. Đấy, và họ đến giờ họ chỉ dụng hai cái trong thời gian vừa rồi thôi, nhưng Su 34 thì dụng rất nhiều. Đấy, dụng rất nhiều. Nó có một cái yếu tố mà chúng ta cần phải để ý ở đây, và có lẽ là người Ukraine báo cáo thật. Qua những cái dữ liệu đấy thì Hoàng thấy là người Ukraine báo cáo khá thật. Họ cho biết là Su 35 mấy lần né được tên lửa. Nga không bao giờ cho máy bay của Ukraine né được bất cứ một cái tên lửa nào của họ ở trên truyền thông đâu quý vị ạ. Đấy. Hoàng nói vui như vậy, tất nhiên là cũng có những cái tiểu xảo truyền thông như thế này như khác, nhưng mà gần như là vũ khí của Nga ấy, đã bắn là trúng. Nhưng mà Ukraine thì Hoàng chỉ qua những cái phát ngôn của họ, Hoàng thấy là khá thật. Đó, thì có một cái vấn đề chúng ta có thể để ý ở đây. À, vâng, cảm ơn quý vị. Anh Teo, Hoàng thì không nghiện. Nghiện thì Hoàng chả biết bây giờ mình nghiện cái gì nữa. Nghiện nói về vũ khí Nga chăng? Có thể như thế đúng không? Nghiện bóc phốt vũ khí Nga. Đúng rồi. Mới đây thì có thêm một cái hình ảnh của một chiếc M1 Abram, xe tăng của Mỹ viện trợ cho Ukraine, lại bị tấn công và bục khói. Hoàng không xem rõ cái hình ảnh đấy nữa. Đấy, bởi vì là cũng lướt qua thôi, lướt qua. Hôm nay Hoàng hơi bận, lướt qua. Nhưng dường như là lại một chiếc nữa là bị phía Nga ít nhất là bị làm hư hại, còn nếu không là bị phá hủy. Nhưng phá hủy có lẽ nó cũng không ảnh hưởng đến cái tổ lái, kíp lái ở bên trong đâu. Thế còn cái xe tăng M1 Abrams nó bị bắn cháy thì có gì đâu. Quý vị biết đây là Hoàng bình luận chán về cái vấn đề này rồi đúng không ạ? Nhưng mà cứ người nhảy vào bảo là sao không nói đến tổn thất của Ukraine, sao không nói đến xe tăng M1 Abrams bị bắn cháy. Quý vị thấy lâu lắm rồi, Ukraine dạo này họ thi thoảng họ cũng đưa tin về T-90M bị bắn cháy, nhưng Hoàng có thèm nói đến đâu. Bởi vì những cái này nó không ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện cuộc chiến. Khi nào mà những cái thông tin nó mang tính khái quát, đúng không? Mang tính chiến lược ấy, mà nó ít thì Hoàng mới tường thuật quý vị những cái thông tin lặt vặt đấy thôi. Nhưng còn một hai cái xe tăng bị bắn cháy thì không gì cả, bởi xe tăng trên chiến trường thì nó đơn giản mà. Nhưng mà Su 34 thì nó khác, Su 34 thì nó khác, và không quân Nga mất liên tiếp những cái trang thiết bị như này nó khác. Cái phi đội máy bay vừa rồi của Nga mà bị bắn rụng ấy, là nó phải tương đương với giá trị của 200 chiếc xe tăng mà một Abrams của Mỹ đấy quý vị. 200 hoặc là hơn 100 đấy, hơn 100 đấy. Nó từ 5 đến 7 đến 8 triệu đô tùy từng chiếc, và xe tăng số máy bay vừa rồi của Nga là bị thiệt hại cực kỳ lớn. Đó mới là điều chúng ta cần bàn thôi, chứ còn một chiếc M1 Abrams thì nó có cái gì đâu, M1 A1 nữa đâu. Chứ còn trong chiến tranh Iraq với các cái cuộc chiến ở Trung Đông mà Mỹ tham gia ấy, thì thi thoảng họ lại mất một chiếc xe tăng, mà xe tăng M1 Abrams mà có gì đâu. Đấy, cái vấn đề nó cũng không có gì lớn. Nên quý vị
quý vị nào hoặc quên mất tên rồi. Đó. Mà quý vị cảm thấy nó lớn thì quý vị có thể là sang những diễn đàn khác đúng không ạ, và người ta bàn luận và người ta cảm thấy là đó là một vấn đề cực kỳ lớn. Nhưng mà đến cả T90 của quý vị bị bắn cháy suốt hoặc còn chả thèm 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 nói, mà bởi vì nó có vấn đề đâu đúng không ạ, vấn đề đâu là nó cứ cứ bị phá hủy như thế đúng không ạ. Nếu mà tính tổng một thời gian dài mà có một cái thống kê liên quan đến cái số liệu thì Hoàng mới đưa đưa với quý vị thôi, vì là nó mới giúp quý vị nhìn nhận rõ hơn cái tình hình thực chiến. Thế còn tổn thất của Ukraine thì hôm trước ông Zelensky ông còn rõ ràng ông tuyên bố 31.000 quân rồi. Tất nhiên ông ta không phải tuyên bố theo kiểu là thế nào nhỉ? Ông muốn nói là thờ ơ lãnh đạm trước cái tổn thất thương vong của binh sĩ Ukraine. Ông ta biết cho biết là tổn thất của Ukraine số người tử trận, số binh sĩ tử trận bằng 1/6 của Nga thôi, Nga là 180.000. Nhưng đó cũng là tổn thất đáng kể với Ukraine và đáng kể quá đúng không ạ? Quý vị thấy Nga liên tục có thể bổ sung cái quân đội của mình bằng rất nhiều nguồn đúng không ạ? Từ huy động này, từ cưỡng bức này, từ tù nhân này, từ việc là chiêu mộ lính lính thuê nước ngoài này, từ việc thúc ép những người nhập cư quốc tịch Nga, người gốc Trung Á nhập cư quốc tịch Nga phải ôm súng ra tiền tuyến, nhiều nguồn lắm. Thế mà bây giờ Nga đúng không? Ở trên hình thế trên chiến trường là nó chỉ là cân bằng thôi, cân bằng với Ukraine. Thì quý vị thấy ngay là nó là một trời một vực đúng không ạ? Thương vong giữa hai bên là một trời một vực. Có một điều đáng buồn cho Ukraine là các cái thông tin tình báo đều chỉ ra rằng là Nga mặc dù tổn thất nhân lực, nhân mạng rất cao, nhưng mà họ vẫn có thể bù đắp được cái số nhân mạng bị tổn thất đó, và thậm chí là nó còn đang nhỉnh lên quý vị, đang nhỉnh lên đó. Nếu Hoàng có cái gì Hoàng Hoàng nói cái đấy đúng không ạ, chứ có phải là cứ nhất thiết là ủng hộ cho Ukraine giành chiến thắng thì cứ phải là nói sai về Nga đâu. Nhưng mà Nga có được hoành tráng, có được trọn vẹn như thế không thì chúng ta phải xem xét nữa, chúng ta phải xem xét rõ ràng đó. Chứ có cái gì đâu mà dám nói, không dám nói. Bây giờ mà Ukraine mà có vài cái tàu chiến bị Nga bắn cháy, hay là vài cái A-50 mà bị phía Nga bắn hạ thì Hoàng cũng vẫn nói như thường. Cái vấn đề là Nga có làm được không? Đơn giản thôi đúng không ạ? Gần như là bất khả thi bởi vì Ukraine có những vũ khí này đâu. Với lại những cái đòn đánh lớn của Ukraine đánh vào các cái sân bay rồi là các cái cảng, bến cảng hay là những cái căn cứ hậu cần hay căn cứ quân sự mà trọng yếu của Nga, thì Nga có làm được cái nào mà tương tự với Ukraine không, thì quý vị có thể xem và quý vị cảm nhận đúng không ạ, quý vị thấy chính quý vị cũng có thể dò lại, hay là lại làm lại lại lấy cái vấn đề mà Kinzhal bắn vào hầm ngầm của Ukraine và hạ 300 sĩ quan NATO đang làm ở đây. Nếu như thế thì thôi xin miễn cho, vì hoặc là không thể tường thuật cái thông tin đó được, nó chả có tính xác thiệt thật nào cả. Em đúng rồi, K52 đợt này không có đâu quý vị ạ. K52 này rồi là Su-24, Su-25 là ít xuất hiện trên chiến trường lắm. Gần như Hoàng chả thấy đâu cả, chỉ có Su-34 thôi, nên là Hoàng mới tường thuật về quý vị cái này, bởi vì là Su-34 nó đang đóng vai trò then chốt ở trong quân đội của Nga, trong không quân của Nga để mà công kích các vị trí của Ukraine. Mất Su-34 bây giờ là mất nhiều Su-34 bây giờ là ảnh hưởng sức mạnh Nga rất nhiều đúng không ạ? Cái con số chính xác về Su-34 bị mất bao nhiêu Hoàng không có nắm được chính xác, bởi vì Hoàng đã từng tường thuật quý vị rồi đúng không ạ. Oryx bây giờ mới cập nhật 24 chiếc đấy, 24 chiếc Su-34 cộng một chiếc Su-34M là 30, 25 chiếc, nhưng mà nó theo Hoàng đánh giá nó quá thấp so với tổn thất Su-34 của Nga, nhưng mà chính xác là bao nhiêu thì Hoàng không có số liệu đấy, cái vấn đề là như vậy đúng không ạ. Đấy, tất nhiên Hoàng có nhận định của Hoàng đó. Quý vị bảo là nhận định mà không có số liệu như thế nào, nhiều khi nó cảm tính nó vẫn có thể là đưa đến cho ta một cái góc nhìn dự cảm nó chính xác đúng không ạ, không nhất định là phải phải có số liệu trong cái tình huống đúng không ạ.
nếu như xác định được số liệu thì chúng ta sẽ có số liệu, nhưng mà đang không có số liệu thì chúng ta phải dựa vào phán đoán. Và bởi vì là quý vị khán giả của Quân Sự Mở là tin tưởng Hoàng ấy, nên là Hoàng đưa ra những cái nhận định đó để quý vị tham khảo. Thế còn quý vị có tin hay không thì là vấn đề của quý vị thôi, đúng không ạ? Chứ không, không, không. Mà chúng ta có tin hay không tin cái vấn đề này thì nó chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Nói thẳng với nhau một câu như thế cho nó vui, đúng không ạ? Mà có vấn đề lớn liên quan đến ICBM, siêu ICBM Sarmat của Nga đây quý vị ạ. Theo một số các báo cáo địa phương, Nga đang phải sử dụng các bộ phận điện tử dành cho hệ thống phòng không của mình để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat do sự thiếu hụt, do các lệnh trừng phạt được áp đặt lên cuộc chiến ở Ukraine. Thông tin này được VCHKGPU, cái kênh Telegram này thì khá nổi tiếng và Quân Sự Mở từng nhắc nhiều lần với quý vị rồi, có ý định lấy thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên trước quốc dân hôm thứ Năm rằng Nga sẽ sớm trình sớm đưa những cái tên lửa này vào trong nhiệm vụ trực chiến. Cái RS-28 Sarmat này thì vẫn sử dụng nhiên liệu lỏng. Vâng, xin cảm ơn quý vị Howard Nguyễn rất nhiều. Quý vị biết đây là nhiên liệu lỏng thì nó có nhiều cái ưu điểm so với nhiên liệu rắn, nhưng nó có một cái nhược điểm rất là cố hữu mà người ta thường sẽ không sử dụng nó trên các cái tên lửa, đặc biệt là cần có mức độ sẵn sàng cao và phải chờ lâu, ở trạng thái chờ lâu như này. Tức là nó có tính ăn mòn rất mạnh và nó có thể gây ra nguy hiểm cho cả quả tên lửa đó, đặc biệt là đối với tên lửa hạt nhân, nên là các cái cường quốc hạt nhân họ bây giờ họ chuyển hết sang sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn rồi, từ lâu rồi. Nhưng mà Nga thì với RS-28 Sarmat thì vẫn sử dụng nhiên liệu lỏng, không hiểu tại sao. Có lẽ là bởi vì là cái loại này, đúng không ạ? Hoàng đã từng đưa ra nghi vấn với quý vị rồi, đây là Sarmat. Nó rất giống như cái loại tiền nhiệm của nó là Voyevoda. Cũng giống như nhiều cái loại vũ khí của Nga trước đây, đúng không ạ? Đây là cái vụ thử nghiệm ngày 20 tháng 4 năm 2022 mà Hoàng lưu lại được cái video. Trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, bây giờ vào nó nhiều video quá, không thể tìm lại được. Đến đâu Hoàng lưu lại được cái nào thì Hoàng gửi tới quý vị thôi. Đó, đây là Sarmat, nó rất lớn, nặng đến 208 tấn. Thì nó Hoàng thấy là nó cũng tương đồng với lại Voyevoda R36M Voyevoda, và nó giống như cái trường hợp của Su-35 so với Su-27. Hoặc là không phải Su-35, riêng Su-35 đúng không? Su-35 này, Su-34 này, Su-30 này đều lấy thiết kế cơ bản của khung thân của Su-27. Đấy, và Su-35 ban đầu thì được định danh là Su-27SM, Su-27M, đúng không? Sau đó thì thôi cải biến nó tí thành Su-35. Có nhiều cái loại vũ khí của Nga nó cũng tương tự như vậy, nên là Hoàng cũng nghi ngờ là có lẽ là bởi vì Nga cũng không thể thiết kế được các cái động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho một cái tên lửa lớn như này ngay lập tức, họ phải nghiên cứu lại từ đầu, phải thiết kế lại từ đầu, và họ chỉ tìm cách cải tiến cái thiết kế cũ của Voyevoda thôi, nên là họ vẫn sử dụng nhiên liệu lỏng. Là vì thế cũng có thể là có nguyên nhân này khác, nhiều vấn đề lắm đấy. Nhiều vấn đề lắm đấy, là một cái thông tin Hoàng muốn gửi tới quý vị. Ở cái kênh VCHKOGPU họ còn nói tiếp thêm là các thiết bị điện tử của hệ thống tên lửa RS-28 Sarmat tối tân mới có phần lớn nguồn gốc từ nước ngoài, và do các lệnh trừng phạt nên đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại mọi nỗ lực đang được thực hiện để bằng cách nào đó khắc phục tình trạng thiếu thiết bị điện tử này. Thậm chí họ còn đang tính đến việc hy sinh dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không S-400 để mà sản xuất Sarmat. Đó. Khá là căng thẳng với lại phía Nga, đúng không? Sarmat thì tưởng là thế nào, hóa ra là cũng chỉ như thế. Nếu quý vị thấy không ạ? Là sản xuất những cái vũ khí kiểu như thế này ấy, thì Nga có thể sản xuất khung thân, nhưng các thiết bị điện tử rồi là đến những cái linh kiện mà nó mang tính công nghệ cao hơn một chút thì Nga lại đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung của nước ngoài. Đấy, khá là đáng lo ngại cho Nga, đúng không ạ? Cứ tuyên bố này tuyên bố nọ. Quý vị biết đây là
Tất nhiên là họ vẫn nhập lậu được các cái linh kiện điện tử đấy, và nó có thể là càng ngày sẽ càng thiếu thốn hơn bởi vì phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt. Nhưng mà dù sao những cái linh kiện mà họ nhập được ấy, quý vị, nó vẫn là những cái mà có thể dễ dàng trôi nổi trên thị trường. Và thông thường thì nó là những cái, giả sử nói về chip chẳng hạn, đúng không? Chip cấp độ quân sự của phương Tây thì không đời nào mà nó dễ dàng trôi nổi lên ngoài thị trường như vậy được. Nếu vậy thì Nga chỉ có thể là có cái loại chip cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc thậm chí là còn lỗi thời hơn, đúng không? Tất nhiên là cái công nghệ chip nó đang phát triển rất nhanh. Trước đây có những cái công thức tính hình như là sau 2 năm hay sau hơn 1 năm là cái tốc độ xử lý của chip nó nhân lên gấp đôi. Trong khi đó là kích thước của nó giữ nguyên, nhưng bây giờ dường như nó còn nhanh hơn nữa, quý vị ạ. Và nếu như thế thì cái chu kỳ chip nó rất nhanh thôi. Và có thể Nga ấy, họ lấy được những cái loại chip, họ mua được những cái loại chip mà so sánh với lại những cái thiết bị mới nhất thì nó đã lỗi thời mấy năm rồi, nhưng mà dù sao thì nó vẫn tốt với người Nga, đúng không? Và họ sử dụng nó. Tất nhiên nó có nguy hiểm, quý vị ạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là nếu như chúng ta nói là vũ khí Nga là hiện đại nhất thế giới, chúng ta đang nói về cái vấn đề đấy, đúng không? Chứ còn nó vẫn nguy hiểm, vẫn nguy hiểm. Và đây là một cái nguy hiểm tiềm tàng với phương Tây. Nhưng chúng ta đang tranh cãi với nhau, đang tranh luận với nhau vấn đề là vũ khí Nga có phải hiện đại nhất thế giới không, thì xin thưa rằng làm sao mà hiện đại được, đúng không? Khi mà họ vẫn phải đi nhập lậu những cái linh kiện thiết bị điện tử mà người ta thải loại ra rồi, đúng không ạ? Với cái lĩnh vực quân sự là người ta thải loại ra rồi, bởi vì ở cái cấp độ quân sự của các cường quốc kia thì không đời nào mà Nga có thể nhập lậu được, muốn nhập lậu cũng không được, đúng không ạ? Bởi vì gần như nó rất chặt chẽ và đánh số từng cái một, đúng không ạ? Từ nơi đi đến nơi đến, không có chuyện mà dễ dàng nhập được những cái chip nó cao cấp ấy, nó tối tân nhất. Thế nên là quý vị nào mà còn mơ mộng đến vũ khí Nga thì xin thưa quý vị hãy xem lại những cái thực tế đi, xem là Nga có sản xuất nổi những cái con chip mà nó có tốc độ xử lý cao, tối tân, hàng đầu của thế giới không, hay là họ vẫn phải đi nhập lậu, đúng không? Khi mà phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Có một cái thông tin khá thú vị, đó là tờ Defense Express của Ukraine họ cho biết, mặc dù là Nga đã tuyên bố là đưa cái tên lửa đạn đạo liên lục địa Sharmat vào trực chiến vào tháng 9 năm 2023, nhưng sau đó hóa ra tên lửa Sharmat vẫn chưa được đưa vào sử dụng và cũng chưa được sản xuất hàng loạt đâu. Như chính ông Putin tuyên bố vào tháng 10 cùng năm, tức là cũng cách đây cũng vài tháng thôi. Xong ông Putin sau đó lại đính chính là chúng tôi sẽ sớm chứng minh năng lực của chúng khi mà chúng làm nhiệm vụ chiến đấu. Nói chung thì gần như trong tất cả các cái vũ khí mà ông Putin tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, gồm có 6 vũ khí nguyên lý mới tối tân ấy, có hai cái loại tên lửa siêu vật âm Kinzhal và Zircon, Sharmat này, Avangard này, rồi Poseidon và Bovetnik thì chưa có một cái nào ra hồn cả, quý vị. Có cái Kinzhal được đưa vào thực chiến rồi nhưng mà bị bắn hạ tứ tung bởi Patriot. Thế còn Zircon thì vừa mới phóng một hai cái tên lửa đầu tiên nhưng hóa ra đến bây giờ thì người ta cũng bắt đầu dần dần khẳng định rồi, quý vị. Nhưng mà Hoàng thì đã làm video này trước đây với quý vị rồi, đúng không ạ? Zircon thực ra nó chỉ là cái loại tên lửa chống hạm Onyx đấy, được phóng từ các bệ phóng ở trên mặt đất thôi. Nó chả có gì là siêu vật âm hết cả, nó chỉ là tên lửa siêu âm thôi, bay với tốc độ Mach 3 và nó khá là khó bị đánh chặn bởi vì là tốc độ của nó khá cao. Nhưng đấy là với các hệ thống phòng không của Ukraine cũ thôi. Còn với Patriot thì nó có thể sẽ bị bắn hạ nếu như bay vào cái phạm vi mà phòng thủ của Patriot hoặc các hệ thống khác. Giả sử NASAM có lẽ nó cũng có thể bắn hạ được. Đó thì gần như 6 cái thứ vũ khí này chả có vũ khí nào nên hồn cả, quý vị. Nó còn tồi tệ hơn là Sharmat. Năm ngoái Hoàng đã nghi ngờ rồi. Đấy, tất nhiên là Hoàng không có bình luận với quý vị ở trong các video live stream của Hoàng thì phải. Hoàng nhớ mang máng là như thế, chưa từng bình luận. Nhưng Hoàng đã nghi ngờ năm ngoái rồi là tại sao mà Nga lại tuyên bố đưa Sharmat vào trực chiến ngay lập tức, trong khi đó đây là một cái tên lửa mà phải phát triển thời gian khá lâu dài. Thì hóa ra nó có một cái vấn đề, quý vị.
là tuyên bố để vậy, để dọa phương Tây thôi, cũng như rất nhiều những thứ khác. Và không ngờ là chính quyền Putin lại ẩu đến mức này. Và nhìn cả cái cuộc chiến này ấy, nhìn cái cách hành binh bố trận của họ ấy, ẩu vô cùng ấy, thì Hoàng thấy là nó cũng không gây cho chúng ta ngạc nhiên. Nhưng mà điều Hoàng cảm thấy ngạc nhiên là đấy, lẽ ra đúng không ạ, lẽ ra là họ phải cẩn thận hơn với vũ khí hạt nhân, thì họ cũng chả cẩn thận cái gì cả, cứ tuyên bố là tuyên bố vậy thôi. Nhưng mà Sa-mát mới hoàn thành một cái cuộc thử nghiệm toàn diện duy nhất thôi quý vị ạ. Và trong những cái sau này ấy, có vài cái cuộc thử nghiệm dự định là thử nghiệm toàn diện tiếp, thì dường như nó cũng gặp nhiều trục trặc đấy, gặp một số trục trặc. Còn thử nghiệm cái động cơ tăng tốc ban đầu nhiên liệu rắn ấy, thì dường như nó cũng trục trặc, và cũng chỉ có duy nhất một cuộc thử nghiệm thôi. Sa-mát đang mang lại cho người Nga khá nhiều vấn đề đấy. Nên là cái tương lai của những cái vũ khí kiểu này của Nga ấy, Hoàng nghĩ nó chả đâu đâu đâu. Đấy. Vài thông tin Hoàng muốn gửi tới quý vị nhỉ. Thế còn chúng ta sẽ trở lại với lại Taurus. Taurus. Quý vị biết đây là tại sao? Tại sao mà tự nhiên lại có vụ lùm xùm tình báo gián điệp của Nga nghe lén các tướng không quân của Đức như này? Thì có một cái đoạn hội thoại dài hơn 30 phút của các cái tướng không quân của Đức thảo luận liên quan đến việc là giúp Ukraine sử dụng tên lửa Taurus, thứ mà chính quyền ông Olaf Scholz ấy kiên quyết đến bây giờ vẫn chưa viện trợ cho Kyiv để đánh sập cầu Crimea giúp Ukraine. Thì nó lại được truyền thông Nga, đúng không ạ? Điển hình là xin lỗi quý vị. Một cái bà biên tập viên truyền hình của Nga, Simoyan. Đấy, bà này này Margarita Simoyan đã công bố trên truyền hình đúng không ạ? Và về việc là phía Nga thu được cái đoạn hội thoại này và làm búa xua lên. Thì cái này là rõ ràng là một cái muối mặt với lại các tướng lĩnh quân đội Đức rồi. Bởi vì đường đường dù sao cũng là quân đội của một cường quốc luôn, để người ta nghe lén một cách quá là dễ dàng như này, và mấy ông này thảo luận qua qua cái phương thức mà nó không được bảo mật. Ê, nó cũng cẩu thả, gần tương đương với lại binh sĩ Nga ngoài tiền tuyến, khi mà họ phải liên lạc với nhau bằng điện thoại di động hoặc là những cái radio mà rất dễ bị phía Ukraine nghe lén. Quý vị cũng thấy đúng không ạ? Bôi bác quá. Đức đường đường dù sao cũng là cường quốc công nghệ, mà để cái trường hợp này xảy ra thì bôi bác thật. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái điều này chúng ta gạt bỏ qua cái sự muối mặt của các tướng lĩnh không quân Đức ở đây, hay là quân đội Đức nói chung, chúng ta nhìn vào cái bản chất của sự việc này, thì tại vì sao Nga lại công bố nó lên truyền truyền hình đúng không? Nó có một lý do quý vị. Thông thường ấy, thì người ta khi mà có một cái kênh nghe lén hiệu quả như này đúng không ạ, và dễ dàng như thế, người ta không dễ dàng bộc lộ nó ra, để rồi sau đó đối phương thay thế cái cách thức giao tiếp bảo mật hơn, thì lại thứ nhất là mất đi một cái kênh để nghe lén này, thứ hai ấy, là phải đột phá thêm những cái lớp bảo mật của đối phương đúng không ạ? Rất khó khăn, có thể là không bao giờ làm được. Đấy, đấy là vì sao mà trong Thế chiến thứ hai ấy, người Anh đã khám phá ra cái cách thức phá giải được cái máy điện báo mật mã của phát xít Đức. Nhưng họ nhiều khi họ lại giả vờ là không biết, và để Đức tấn công được một vài mục tiêu nhỏ. Sau đó là khi mà Đức điều chuyển những cái lực lượng lớn ấy, thì họ mới tập kích những lực lượng lớn đấy của Đức ở trên Đại Tây Dương, làm như là ngẫu nhiên mà thành công. Mãi đến sau này khi mà kết thúc cái cuộc chiến đệ nhị thế chiến ấy, thì Đức cũng không phát hiện ra là Anh đã giải mã được cái mật mã đó của mình. Bởi vì nếu như mà Đức mà biết thì họ chỉ thay đổi làm một vài cái thủ thuật thôi, thì Anh cũng không bao giờ dò ra được. Nên là điều này quay ngược trở lại cái vấn đề của Nga và Đức, đúng không ạ? Tại sao mà Nga lại công bố cái vấn đề này ở trên truyền hình một cách lộ liễu như vậy? Gần như là Bộ Ngoại giao Nga thì lại triệu tập Đại sứ Đức
ở Moscow đến để mà phản đối thế này thế khác. Nhưng xin thưa quý vị, cái vấn đề này đúng không ạ? Vấn đề này là lẽ ra là Đức phải triệu tập đại sứ của Nga ở Berlin để mà phản đối đúng không ạ? Thì đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, bởi vì người ta thảo luận là thảo luận ở trong cái những cái tình huống của tướng lĩnh không quân, chứ còn quyết định trao tàu Rus là ông Olaf Scholz ông vẫn chưa trao. Mà chưa trao như này thì chả có cái vấn đề gì cả đúng không ạ? Còn tướng lĩnh người ta thảo luận thì có thể là có nhiều phương án thảo luận với nhau, và nhiều khi là chỉ là chuyện phiếm của người ta thôi. Thì ông có quyền gì mà ông can thiệp đúng không ạ? Chẳng nhẽ là ông cấm dân ở trong nước ông không được nói rồi, thì bây giờ ông lại định cấm cả tướng lĩnh người ta không được nói. Cái điều này rất vớ vẩn, và lẽ ra là Đức phải triệu tập đại sứ Nga, nhưng mà Đức thì không làm thế, mà Nga lại triệu tập đại sứ Đức nữa, Đức trước. Thì quý vị thấy ngược đời đúng không ạ? Rất ngược đời. Nhưng nó có một cái, quý vị, nó có một cái, Nga đã bộc lộ cái kênh đó rồi. Và người ta suy đoán, cụ thể là cái trang Pravda, họ có những suy đoán mà Hoàng thấy là phân tích rất là xác đáng. Họ nói là Nga cũng rất là run sợ Taurus, và đâu đó là họ muốn tung cái vụ nghe lén này ra để mà dằn mặt chính phủ Đức. Nhưng mà đấy là những phân tích của họ. Hoàng thì Hoàng thấy qua sự việc này như này, rất có thể là Nga sẽ đón nhận quả đắng sau khi mà công bố cái đoạn video này ra. Bởi vì cứ để yên bình thường đi đúng không ạ? Dù là Đức đang gặp rất nhiều áp lực cả nội bộ đúng không ạ? Chính xác ra thì không phải Đức mà là ông Olaf Scholz, bởi vì ông này ấy là cái người mà cứng rắn duy nhất, nhưng mà vấn đề là ông lại đang nắm quyền đúng không? Cứng rắn duy nhất trong cái vấn đề mà bàn giao Taurus cho Ukraine. Kể cả trong chính phủ của ông ấy cũng cũng có rất nhiều người đúng không là gây áp lực cho ông ấy là ông phải bàn giao Taurus cho Ukraine, nhưng mà ông ta cũng không có chuẩn thuận. Thế còn các đảng đối lập ấy, ở trong quốc hội ấy, thì họ dần dật thời gian vừa qua là đưa ra những cái khuyến nghị đúng không ạ, yêu cầu là chính quyền Olaf Scholz phải chuyển Taurus cho Ukraine, nhưng mà ông này vẫn kiên quyết không. Đồng minh cũng gây áp lực và Ukraine cũng gây áp lực, và chỉ còn ông ấy là đúng không ạ, ông Olaf Scholz là chốt chặn cuối cùng đối với lại các cái quyết định này. Nhưng bây giờ Nga tự nhiên đúng không ạ, Nga bây giờ tự nhiên tung hết những cái này ra, nó làm muối mặt chính phủ Đức, muối mặt chính phủ Đức. Và tự nhiên cái vấn đề là nó đang không có thể là còn lâu ông Olaf Scholz mới gật đầu như này. Thì một lúc nào đó như ông ta điên lên như là ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đúng không ạ? Ông này thời gian vừa rồi rất mạnh miệng, vừa viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, lại còn tuyên bố là có thể là phải cân nhắc đưa quân vào hỗ trợ Kyiv. Đó. Và nghĩ là rất có thể là cái sự việc này nó sẽ diễn diễn ra ngược ngược theo những cái gì mà chính quyền ông Putin mong muốn. Và nếu mà như thế thì đúng là trò cười đúng không ạ? Trò cười. Lẽ ra cứ để yên đi mà nghe các cái tướng lĩnh không quân Đức nói chuyện bàn thảo và đưa ra đối sách. Nhưng có lẽ quý vị biết đây là Nga cũng không có đối sách nào để mà không có đối sách nào để mà đối phó với Taurus, nên họ phải dùng cái hạ sách này. Nhưng hạ sách này rất có thể là một cái chiêu mà không lấy gì làm hiệu quả để mà ngăn cản Taurus thực sự đến với Ukraine. Vâng, hôm nay thì Hoàng cũng xin phép quý vị live stream cái phần tin tức nó ngắn ngắn một chút. Hoàng xin được thảo luận với quý vị thêm khoảng 15-20 phút nữa, rồi là hôm nay Hoàng xin phép nghỉ sớm. Vâng, xin mời quý vị. Quý vị sơn trần một cái A50 mất bằng bao nhiêu chiếc M1A1? M1A1 hình như giá của nó khoảng 4 đến 5 triệu đô thì phải, khoảng khoảng đấy quý vị nhé.
Nếu mà một chiếc A50 ấy, theo cái giá ước tính là 350 triệu đô thì nó bằng 70 chiếc đúng không? 70 chiếc mà một A1 ấy. Vâng, đúng rồi quý vị ạ. Quý vị, chí tuyến Samad nặng hơn 200 tấn. Cái thông tin này thì đầy trên trên internet mà quý vị có thể xem. Người ta ca ngợi tên lửa Nga thì cũng ca ngợi cái trọng lượng nặng của nó, nặng nhẹ của nó thôi chứ cũng có thể ca ngợi được cái gì khác đâu. Quý vị, TLV, thực ra là gần như các cái tên lửa đạn đạo liên lục địa bây giờ thì đều có cái tốc độ khoảng Mach 20 đến hơn Mach 20, tức là hai mấy nghìn km trên giờ. Còn 27.000 km trên giờ thì Hoàng không biết là nó có đạt được không. Thì Minuteman 3 của Mỹ cũng thế, mà các cái tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga thì cũng vậy thôi. Cái này thì nó cũng không phải là Mỹ làm được thì Nga không làm được. Trong trong kỹ nghệ tên lửa thì nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Quý vị toàn điểm đặng. Phương Tây là những cái thể chế dân chủ, quý vị. Dân chủ thì nó có cái hay nhưng nó cũng có cái nhược điểm. Quyết định rắc rối và chậm chạp. Thì nó không chỉ là vấn đề can đảm hay không can đảm đối đầu với Nga đúng không? Nó còn nhiều cái lùng nhùng nữa. Các nền chính trị này là nó khá rắc rối. Quý vị, Lộc Lê có bình luận là tất cả các quốc gia đều chơi trò chơi thông tin sai lệch. Có thể là có mức độ nào đấy đúng không? Mỗi quốc gia thì đều có mức độ nào đấy. Quý vị Hùng Hồ cho hỏi là nếu Ukraine có tiền mua thì Đức có bán Taurus không? Vấn đề không phải tiền đâu quý vị ạ. Đức họ có thể viện trợ cho Ukraine như cam kết vừa rồi là trong năm 2024 viện trợ đến 8 tỷ đô, hơn 8 tỷ đô đúng không ạ? Thì cái vấn đề không phải là vài triệu đô để mua một quả Taurus. Mà cái vấn đề ở đây là họ ngại là Ukraine sẽ dùng nó để bắn sang Nga thôi. Quý vị Phương Nguyễn, viện trợ mới nhất của Pháp ấy ạ. Mấy nay họ cũng không cập nhật cái viện trợ của Pháp. Còn những cái thông tin về viện trợ cũ thì Hoàng đã nói từ trước rồi mà. Quý vị, Brian Nguyễn, dường như là hỏa tiễn của anh chưa bao giờ tấn công vào cầu kích cả. Có hai vụ tấn công vào cầu kích, thì một vụ là do một lực lượng đặc nhiệm của Ukraine, họ quên mất tên lực lượng này rồi, họ sử dụng một cái điệp vụ để đánh sập nó. Một vụ thứ hai là sử dụng USV, hình như là C-Baby. A50 thì không thể mang theo chiếc chiếc M1 nào đúng không ạ? Bởi vì nó không có khoang chứa hàng mà có thể chở được một chiếc xe tăng. Quý vị Khánh Linh Vlog,
quý vị đọc báo thấy chỉ cần 10 đến 20 tên ở Đức là cầu Kếch bị đánh sập ạ. Không đến 10 đến 20 đâu quý vị ạ. Không đến 10 đến 20 đâu. Trường hợp nó có khả năng bị bắn hạ thì Hoàng không nói, nhưng nếu nó đánh trúng ấy, thì không cần 10 đến 20 đâu, có lẽ là không cần đến 20 đâu. Đấy. Thế còn Nga có khả năng bắn chặn cái loại tên lửa này không thì Hoàng đang thiên về khả năng là khó lắm. Đến Storm Shadow còn đang đối phó vất vả. Cái khả năng quan trọng nhất của Taurus so với Storm Shadow, đầu đạn trọng lượng của nó thì tương đương, nhưng mà Taurus nó có khả năng xuyên phá đối với lại các cái cấu bê tông như là cầu Kếch. Nó rất nguy hiểm. Ở quý vị vườn hoang, theo tôi được biết thì S-200 dùng đầu dò bằng sóng radar, vậy mà chiếc A-50 thả mồi bẫy né được một quả. Vậy chắc không phải là S-200 bắn hạ A-50 chứ, mà nói hỏa tiễn tầm nhiệt thì sao nó tiếp cận đủ gần mà khóa. Cái mồi bẫy nhiệt đấy quý vị ạ, thực ra là nó còn có khả năng mà thu hút cái sóng radar về phía nó nữa. Đấy, chứ không phải là chỉ có mồi bẫy nhiệt đâu quý vị ạ. Họ phải tính toán làm sao để mà một cái mồi bẫy nó có thể là làm hai cái nhiệm vụ như vậy. Chủ yếu là các tên lửa thường nó sử dụng cái đầu dò radar, còn tầm nhiệt là nó được bổ sung thêm để tránh bị gây nhiễu và tăng thêm cái khả năng phán đoán chính xác thôi, bắn chính xác thôi. Quý vị STC, Hoàng đánh giá như thế nào về việc Israel chính thức trở mặt với Nga ngay tại Liên Hợp Quốc? Quý vị thấy ngay mà đúng không ạ? Vấn đề là như thế nào đúng không ạ? Vấn đề là Nga đang càng ngày càng bị cô lập thôi. Quý vị Vũ Thái Định đúng không? Định Vũ Thái, không có Star, tên của nó không phải là Stavros đâu quý vị ạ, là Taurus, tên lửa của Đức mà Ukraine mong muốn. Quý vị miền Tây 24 giờ, bà đại sứ của EU tại Mỹ mới đây ấy, là bà ấy cũng lên tiếng khá gay gắt thúc đẩy hai viện Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ, nhưng dường như là không ăn thua đâu quý vị, không ăn thua. Ông Mike Johnson này hoàng tưởng đâu là ông ta cũng dễ thôi, nhưng mà hóa ra ông ta cũng khá là cứng. Không biết bao giờ cái gói này mới đến Ukraine cơ. Kiev cũng đang hơi lâm vào cái tình thế hơi nan giải ở Quốc hội Mỹ. Tất nhiên châu Âu bây giờ thì lại đưa tay ra gánh vác nhiều hơn rồi. Quý vị Trần Thanh Nam, đúng rồi, Nga đang sợ quý vị. Nga sợ Taurus, Nga sợ cái tín hiệu từ ông Macron liên quan đến cái tuyên bố mà NATO có thể chuyển quân vào Ukraine. Cái điều này trước đây những tổng thống như Macron hay là những cái lãnh đạo ở EU hay NATO gần như không bao giờ họ đề cập đến đâu. Quý vị Hùng Võ Quy, chưa Israel chưa chuyển giao một vũ khí nào cho Ukraine cả, theo Hoàng biết. Và ngay kể cả là thiết bị cảnh báo tên lửa từ xa thì cũng mới tuyên bố vậy thôi. Quý vị Tùng Duy, Trung Quốc có tên lửa ở trong toàn nước. Hoàng không hiểu câu hỏi của quý vị. Tên lửa là tên lửa loại nào đúng không? Chứ cường quốc nào bây giờ thì chả có một đống tên lửa. Quý vị Ngô Khôi, có thông tin quân đặc nhiệm Nga đang giao tranh với lực lượng nào đó ở miền Nam nước Nga phải không? Hoàng không thấy thông tin này quý vị.
Quý vị Nguyễn Văn Thuận, Storm Shadow không phá hủy nổi cầu Cage đâu. Một quả thì không được, đúng không ạ? Nhưng một vài quả thì có lẽ nó tấn công vào một vị trí nào đó yếu ở trên cầu thì cũng có thể làm hư hại khá là quan trọng, khá là nghiêm trọng. Quý vị Định Vũ Thái, đúng không ạ? Hiện tại hạm đội Biển Đen của Nga thì đang chạy giạt tứ tán ở trên cái khu vực đó, biển, vùng biển đó. Rất nhiều cảng nhưng mà không dám tập hợp lại ở quân cảng Sevastopol chiến lược, cũng là cái trụ sở chính, cảng nhà của hạm đội này. Quý vị Nguyễn Tuấn vẫn cố tình kiểu dẫn dắt khi mà Nga đã gần như làm chủ toàn bộ cục diện. Làm chủ như thế nào quý vị? Quý vị thì cho Hoàng xem cái ví dụ làm chủ như nào. Làm chủ về không quân à? Hay làm chủ về cái gì? Về bộ binh à? Về xe tăng à? Có hơi áp đảo về pháo binh một tí thôi quý vị nhá. Pháo binh Nga thì đang có lợi thế là nhiều đạn hơn Ukraine. Ukraine thời gian vừa rồi là hơi bị thiếu đạn. Mà thiếu không phải hơi bị, là Hoàng nói bình luận vui thôi. Chứ là thiếu trầm trọng đấy. Nhưng còn Nga thì áp đảo được ở chỗ nào? Ở đâu? Áp đảo đến 2 năm rồi mà chỉ áp đảo đến thế thôi. Quý vị thấy ngay. NATO chỉ cần đưa quân vào Ukraine và sau đó thông báo bất cứ lính Nga đầu hàng sẽ cho nhập quốc tịch EU là Nga giải tán quân đội sớm. Chuyện không đơn giản thế đúng không ạ? Cái vấn đề là nước nào của EU sẽ nhận những người lính Nga đó. Cái thứ hai là họ cũng bị tuyên truyền mà. Những người lính Nga ở trong nước thì vẫn bị tuyên truyền cho đến khi người ta chết và linh hồn thoát xác ra rồi thì mới nhận thấy là mình đã bị lừa. Còn nếu không ấy thì vẫn là sẵn sàng cầm súng chiến đấu, mặc dù là chiến trường nó khốc liệt, nó khổ sở như thế, nhưng mà bởi vì càng ở chiến trường thì lại càng không được tiếp nhận thông tin và càng bị cái tuyên truyền nhồi nhét từ trên dồn xuống. Chưa chắc họ đã sẵn sàng đầu hàng như vậy đâu, dễ dàng đầu hàng như vậy đâu. Quý vị ok 123, còn lâu Nga mới triển khai được Su-57 quý vị. Ít nhất là theo những nhìn nhận của Hoàng ở thời điểm này. Quý vị Thanh Giang Văn nói đúng, Taurus có tầm xa hơn Storm Shadow khoảng 200 km, nó có thể phóng xa đến 500 km. Quý vị Tú Vang Ngọc, đúng rồi, Anh và Pháp không không phải là nhà sản xuất của Taurus quý vị nhé. Quý vị Trình Nguyễn, cầu kích đến nay Ukraine vẫn không cắt đứt lưu thông được, tại sao lại khó đến thế nhỉ? Thực ra là họ đang phải củng cố lực lượng quý vị ạ. Cắt đứt giao thông cầu kích thì nó cũng phải chờ thời điểm, đúng không ạ? Nga phòng thủ kín kẽ quá và Ukraine bây giờ cũng đang thiếu vũ khí. Giả sử như USV thì Nga bây giờ cũng cố gắng là dùng các tàu tuần tra nhỏ hay là các cái thiết bị chính sát khác hoặc cử trực thăng. Ấy, nó cũng nhiều vấn đề, đúng không ạ? Không phải là dễ dàng. Họ thừa lúc nào mà Nga sơ sảnh thì lại làm một vụ thôi. Quý vị Lộc Lê có hỏi Vũ Hoàng có nghĩ Ukraine nên rút lui và tăng cường phòng thủ trong khi chờ đợi viện trợ. Các cuộc tấn công của Nga thường cần nhiều nguồn cung cấp hơn, đó là một bất lợi. Hôm trước Hoàng trả lời quý vị câu hỏi này rồi mà, đúng không ạ? Rút lui là không hợp lý, bởi vì quân Nga đi đến đâu là tàn phá đến đó. Đấy, đằng nào thì những cái khu vực ven chiến tuyến bây giờ là cũng đã bị tàn phá rồi, tốt nhất là cố gắng phòng thủ được chút nào hay chút đấy. Càng lùi về hậu phương thì cái ranh giới nó càng bị đẩy lùi và thêm các thành phố khác bị tàn phá. Hơn nữa nó không đơn giản là cái việc kéo sâu về
nếu mà để đủ để làm Nga khó khăn trong hậu cần đúng không ạ? Thì theo như ý quý vị thì có lẽ là phải rút hết về phía phía tây sông Dnipro ở đây. Đấy, mà như thế thì một cái lãnh thổ quá rộng lớn đúng không ạ? Quá rộng lớn mà Nga vận chuyển từ bên Nga sang bên Ukraine này, họ đã vận chuyển được những cái nhu yếu phẩm thiết bị từ Trung Quốc qua Siberia đúng không ạ? Hay là những cái đạn pháo từ Triều Tiên qua Siberia sang Ukraine như này thì một vài trăm km nữa cũng không phải vấn đề lắm. Ukraine cũng không có khả năng là dồn Nga đến nỗi để nỗi mà Nga bây giờ đuối hẳn về hậu cần. Nếu như thế thì lùi lại đúng không ạ? Nhường lãnh thổ cho đối phương, nhường không gian lãnh thổ cho đối phương, chỉ có mình ăn thiệt thôi quý vị, không không thể làm thế được đâu. Quý vị, chuyện Đông Tây đó đây. Chiến tích F-16 từ trước đến nay trên thế giới thành bại thế nào, Hoàng có thông tin không? Rộng quá quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị Minh Thuận Lê đã động viên, bình luận động viên. Cô quý vị hỏi Xuân Tùng Trần, cô em đứng về phía Nga hay Ukraine? Có lẽ là quý vị hỏi Hoàng, nhưng mà xin thưa quý vị, Hoàng không phải tên là cô em. Đấy. Và cái những cái giả sử như mà có gọi thân mật thì chỉ có là cha anh gần gũi của Hoàng gọi như này thôi, người khác gọi Hoàng như này thì thường Hoàng sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng chắc bởi vì là quý vị mới vào theo dõi, Hoàng cũng tiếp chuyện quý vị một chút xíu. Hoàng không đứng về Nga hay Ukraine ở đây được. Tại sao thế ạ? Bởi vì Hoàng có đứng về phía nào thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc chiến cả. Hoàng chỉ mong là hòa bình đến đúng không ạ? Và cái gì của bên nào thì là thuộc về bên đấy. Đã ký với nhau cái hiệp ước từ năm 91 rồi, sau đó lại lý do này lý do khác xâm lược người ta thì Hoàng cũng bàn luận qua thôi. Người ta cũng muốn biết xem là vũ khí các bên trường đoản như nào thì Hoàng cũng bình luận cho người ta thôi. Còn Hoàng cũng chả đứng được về bên nào cả. Hoàng chỉ là thường dân. Đấy. Nói vui này, chân đất mắt toét đúng không ạ? Hoàng đứng về phía nào thì nó có ý nghĩa gì? Ukraine. Hoàng sang Hoàng bảo Ukraine. Ô, Ukraine ơi, tôi đứng về phía các ông đấy đúng không ạ? Ukraine bảo, mày có cầm súng chiến đấu được không? Bảo không, thế thì có ích gì cho bọn tao? Thế là Hoàng sang Hoàng bảo với Nga đúng không ạ? Nga ơi, tôi đứng về phía các ông ấy đúng không ạ? Nga bảo, mày có giúp gì được bọn tao không? Hoàng bảo không, thế đứng làm gì đúng không ạ? Vô nghĩa. Hoàng thấy những cái điều này thật vô nghĩa. Hoàng chỉ đang truyền tải với quý vị sự thật và những gì Hoàng nhận định là sự thật thôi. Còn quý vị cảm thấy là hợp thì nghe, không hợp thì thôi, đúng không? Không vấn đề gì cả. Nhưng mà Hoàng không có nghĩa vụ hay là quyền đứng về bên nào ở đây cả. Kể cả là Ukraine thắng hay thua, Nga thắng hay thua, thì Hoàng đều không thể đứng về bên nào ở đây cả. Đó, Hoàng chỉ tường thuật với quý vị sự thật thôi mà. Quý vị khổ quá mà bình luận này rất là hay mà. Vấn đề Houthi. À xin lỗi, Hoàng phải cảm ơn quý vị Đỗ Hải An đã. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đấy cái vấn đề Houthi nữa, hôm nay Hoàng định nói mà quên mất. Cảm ơn quý vị đã nhắc nhở. Houthi vừa rồi đánh vào một cái con tàu hồi tháng 1 đúng không ạ? Vừa rồi nó mới chìm. À vừa giữa tháng 2 thì phải. Vừa rồi nó mới chìm. Đấy, tàu của Anh, tàu có cờ Anh chở phân bón. Không biết ít nữa Mỹ với Anh xử lý vấn đề như nào. Quý vị thấy được nguồn lực khổng lồ của Anh với Mỹ mà xử lý mỗi cái ông Houthi này rình rà mãi. Quý vị hiệp trần vòm sắt với Patriot thì cái nào mạnh hơn ạ? Quý vị tìm trên mạng là biết mà. Xin lỗi quý vị bởi vì là nếu như Hoàng mà hôm nay không rát cổ thì Hoàng trả lời với quý vị. Nó là những cái loại vũ khí phòng không mà nó có cái tác dụng khác nhau. Đấy.
Có lẽ là hôm nay Hoàng phải xin phép quý vị Hoàng dừng buổi livestream sớm một chút so với thường lệ đúng không? Hoàng cũng rất muốn tiếp chuyện quý vị, tuy nhiên là hôm nay họng của Hoàng nó hơi hơi rát rát một chút, chắc phải hẹn quý vị vào buổi livestream tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chúc tất cả quý vị một tuần mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.